ở đây lâu chưa? 20 năm rồi. 20 năm? Wow. Trời ơi. Đây là cái chợ đêm mở khuya nhất ở thành phố Pleiku này. Vô đây, vô đây. Nè, có bún thịt nướng, bánh cuốn, bánh xèo, cao lầu, mì quảng, phở gì trời quá trời món nè. Vô đây ai muốn ăn gì cũng có. Đu đủ nè, xoài nè, rau nè, thịt nè. Mọi người ơi, hiện tại thì Phạm Huy đang có mặt tại cái chợ hồi sáng, nhưng mà bây giờ là ban đêm và người ta vẫn bán, cho nên đây gọi là chợ đêm. Đây, đây là quang cảnh chợ đêm ngày hôm nay. Đó, thấy không? Bên này là bán là một dọc bông, bên này thì hầu như là đồ ăn. Bây giờ mời mọi người cùng với lại Phạm Huy chúng ta đi một vòng coi thử chợ đêm ban đêm nó bán những món ăn gì nha. Đây là cái chợ đêm mở khuya nhất ở thành phố Pleiku này. Xôi xôi xôi, đây có một quầy xôi, xôi gà bắp, xôi gà xôi bắp. Chị Hà nhìn rất là hấp dẫn cho nên bây giờ mình sẽ mua thử một gói nha. Chào chị. Chị bán cho em một hộp xôi đặc biệt. À, thường thì ở đây người ta là bán đặc biệt là nó gồm có cái gì ở trong đó chị? Đặc biệt là một hộp bỏ cái bùi lớn thôi. Vậy hả? Cái này là thập cẩm. À vậy hả? Vậy thôi cho em một hộp thập cẩm. Nhưng mà em không ăn cái đùi lớn đâu. Em thích ăn gà xé. Đây, ở đây thì có gan nè, có chả nè, có lạp xưởng, có trứng cút, có thịt bằm, có gà. Gà này là gà đá rô ti rồi hả chị? Đó. Rồi cái này thì có chà bông. Rồi bên kia là hành phi. Trời ơi sao nhiều thứ quá vậy? Ồ, xôi nhiều quá. Đây mọi người ơi, cái này là xôi cháy mọi người à. Xôi cháy này là mình ăn với cái gì chị? Bỏ ra, bớt, bỏ cái đó vô. Ờ, bỏ lên đó, bớt, bỏ một gấp này vô. Đây là xôi cháy, ai thích ăn xôi cháy thì bỏ vô. Đó, trời ơi, giòn gụm luôn mọi người. Nè, ăn dụng cái đó nha chị. Ngon quá, ngon quá. Đây. Bây giờ gà là chị xé giùm em nha. Ăn cái xôi không thôi là cũng đủ thấy nó ngon rồi. Bên trong này hình như là chị có ướp cái gì vậy đúng không? Tẩm gia vị hết rồi. Chị đã tẩm gia vị vào trong cái xôi rồi cho nên rất là vừa ăn. Đây, chị đang làm một hộp xôi thập cẩm cho Huy đó. Chị ăn cái này không? Dạ. Chị bán xôi đây lâu chưa? 20 năm rồi. 20 năm? Wow. Trời ơi. Là cái chợ này nó cũng thành lập lâu đúng không chị? À. Ngon quá ngon. Ở đây á, là ban ngày thì mình muốn ăn xôi này thì nó có không chị? Không, buổi tối thôi, buổi sáng. Đó, mọi người nghe chưa? Buổi tối mới có thôi. Và ban ngày thì không có. Mà buổi tối thì ngoài cái chợ này ra thì còn chỗ nào bán nữa không? Buổi tối chỉ có khu này thôi, chỉ có xôi gà thôi. Buổi tối cái chợ này là một trong những cái chợ mà nó hoạt động về đêm là khuya nhất đúng không chị? Nó hoạt động tới mấy giờ? Từ đêm cho tới sáng luôn. Từ đêm cho tới sáng luôn. Rồi xong sau đó sáng thì người ta lại vắng bớt và người ta bán chợ ban ngày đúng không? Trời ơi, cái này là thịt bằm hả? Một hộp vậy là bao nhiêu chị? Một hộp đó 40. Một hộp này là 40 ngàn. Rất là nhiều đồ ăn ở trong này. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Bây giờ mình sẽ kiếm một cái chỗ nào đó mình ăn. Và mình cho cả mọi người biết cảm nhận nha. Đi thôi. Follow me, follow me. Có bún thịt nướng, bánh cuốn, bánh xèo, cao lầu, mì quảng, phở gì trời quá trời món nè. Vô đây ai muốn ăn gì cũng có. Có menu trên bàn luôn. Dạ. Trời ơi là trời ơi. Hồi nãy giờ đi vòng vòng mua một hộp xôi nhưng mà chưa kịp ăn, tính là tìm cái chỗ nào đó đáp xuống rồi ăn, nhưng mà chưa kịp ăn là thấy cái đây, cái quán này nó hấp dẫn quá, cho nên là bây giờ tấp vô ăn trước rồi ăn xôi sao. Đây
Đó, đây là thịt. Chị, đây là thịt heo hay thịt bò hay thịt gì? Đây là thịt heo. Đó, thấy không? Còn đây là chả ram. Ừ. Chả ram này không biết là ở trong đây nó có cuốn cái gì trong này không ta? Rồi, mình rút ra một cuốn mình ăn thử coi. À, chả ram này chấm với mắm me. Rất là giòn. Còn không thì mình chấm với lại mắm đậu phộng. Đây. Bây giờ mình sẽ cho một chút ớt sa tế. Ôi, cay quá, cay quá. Nhưng mà không sao, cay vậy nó mới ngon. Đây là một tô bún thịt nướng. Mình ăn thử để mình coi nó có khác gì với lại mấy chỗ kia không. Đó, đây là đu đủ nè, xoài nè, rau nè, thịt nè. Ôi, đói dữ lắm luôn á. Ngon quá, ngon quá. Cái nước gia vị ở đây á, giống như nước mắm vậy đó, người ta chan vô nhưng mà người ta không phải là làm mắm mắm bình thường chua ngọt giống như những chỗ khác. Mà cái mắm này giống như là... Ôi, chị ơi, chị. Ôi, chị nó về cho con hỏi. Cái mắm mà mình chan vô trong cái tô bún này nè, là mắm gì? Tương đậu phộng. Tương đậu phộng, gọi là mắm đậu phộng được không? Được. À, tương đậu phộng. À, hàng chị thấy nó sệt sệt, nó có đặc đặc đóng ở trên này. Dạ, ngon quá, ngon quá. Đó, ăn kèm với lại xoài. Nó có vị chua chua, đỡ ngán. Thực ra cái món này á, mình có thể xem trẻ ăn chung với chả ram được. Hả? Giờ mình rút chả ram ra mình ăn. Chả ram nó giòn, cắn cái nó kêu rớt 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 luôn. Ở cái chợ đêm này á, một cái hàng này thôi nha, là bán rất là nhiều món. Có thịt nướng nè, chả ram nè, thịt nướng nè, rồi cuốn nè, chả cuốn, rồi mì quảng, rồi bún cua thúi. Đó, nói chung là rất là nhiều món, các bạn chỉ cần tới ngay trung tâm chợ, thấy cái quán này, các bạn muốn ăn cái gì cũng được. Người ta nói, ông bà xưa có câu nói rất là đúng. Đó là mắt. Trời ơi, giờ nhìn cái gì cũng muốn ăn hết trơn, hết trời á, bây giờ. Nhìn này, tạm thời gắt này qua bên coi. Ăn thử món này coi. Chấm mắm me, chấm thêm mắm đậu phộng luôn. Đó, còn thịt nướng. Ủa, ở đây mình ăn thịt nướng á, mình không có cuốn bánh tráng hay gì hả con? Không, cái đó mình chấm nước me thôi. Là nước me, chấm thịt nướng là chấm vô nước me, nước tương là ăn bình thường. Ừ. Nhưng mà cái này nếu như mình, con nghĩ nha, nếu như mình có bánh tráng mình cuốn rồi mình ăn vẫn được đúng không? Cái này cũng có cuốn đó. À, cuốn vậy thôi. Cái đó cũng gọi là cuốn đúng không? À, thường thì hồi nãy mọi người nhìn vô thấy cái chữ bánh cuốn thì mọi người lập tức đều nghĩ tới giống như ở trên trong thành phố, trong Sài Gòn là cái bánh cuốn là giống như cái bánh ướt xong rồi bỏ thịt vô cuốn lại, cái đó cũng gọi là bánh cuốn. Nhưng mà ở đây á, cái bánh cuốn nó khác với lại cái bánh cuốn đó, là ở đây bánh cuốn là cuốn từ cái bánh tráng xong rồi có rau nè, có chả ram nè, có trứng nè, có thịt nướng, thịt cuộn lại và chấm với nước tương đó. Cho nên nhiều người nghe chữ bánh cuốn cứ nghĩ là bánh cuốn giống ở trong thành phố. Thịt ở đây á, ướp rất là vừa miệng. Ăn uống cay uống ngon. Ăn uống cay uống ngon. Ngon quá. Nói chung là thích ăn dữ lắm. Ăn mọi thứ một chút vậy đó. Nói chung là ăn mọi thứ một chút vậy đó. Còn hộp xôi nữa. Bây giờ vẫn còn đói, chắc là lấy hộp xôi ra ăn luôn. 2, 3 chiu. Đó. À, trời ơi. Ăn thôi. Xôi rất là vừa ăn. Ở trong đó là nó nêm sẵn rồi. Đây là miếng xôi cháy nè, thấy không? Vàng, màu vàng khè luôn. Ăn nó giòn giòn. Đây là gà xé. Trời ơi, có gan nữa nè. Trong cái bộ phận lòng gà là thích ăn nhất là miếng gan. Miếng gan là ăn vô á. Ủa đâu phải, cái miếng đang ăn là cái miếng mề. Trời trời trời. Còn cái miếng gan là ăn hồi nãy rồi. Trời ơi, xém chút nữa lộn rồi, thấy chưa? Đây.
Thế là gà xé thì các bạn quá quen rồi. Đó. Ở một cái nơi mà có cái không khí nó se se lạnh như thế này, chúng ta bởi vậy thường nếu mà không khí se se lạnh này, chúng ta phải ăn những món gọi là món nước đó, nó nóng nóng thì nó mới gọi là gì, nó ấm áp. Nhưng mà không, xôi vẫn ăn vẫn ngon như thường. Cái xôi á như là người ta nấu bằng nước dừa á, nên trong cái vị xôi nó có một cái vị thơm thơm béo béo, rồi xong nó hấp á, khi mà nó hấp hồi nãy là như là ở dưới nó có để lá dứa, cho nên là nó cũng vừa béo mà nó cũng vừa thơm cái mùi của lá dứa nữa. Thiệt ra thì chúng ta đi tới đâu chúng ta cũng có thể bắt gặp nhiều người bán cái xôi mặn này lắm, nhưng mà mỗi nơi nó có một cái vị khác nhau. Và thấy ở đây giống như là trời, bây giờ mình khen ở đây hoài thì nó kỳ quá đúng không, nhưng mà không khen không được, cái gì cũng ngon hết á. Cảm ơn mọi người đã đón xem hồi nãy giờ Hy ăn cái món ở đây. Và bây giờ phải tập trung vào chuyên môn mà ăn, chứ còn mà vừa ăn mà vừa nói như vậy là không biết khi nào mới ăn xong, rồi mất công rồi cũng chửi nữa. Giỡn thôi chứ người dân ở đây người ta rất là dễ thương. Thấy Hy lên đây Hy quay là người ta ai cũng niềm nữa, ai cũng đồng ý cho quay hết trơn á. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem series đặc biệt trong chương trình Đi Đu Đi Đâu. Bây giờ xin chào, Hy ăn tiếp đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy bấm like và share nếu bạn thấy hay, và để lại ý kiến của mình dưới phần comment của video nhé. M Channel sẽ tham khảo ý kiến của bạn.